cái này gọi là ăn cá gì? Cá ngừ vi xanh ạ. À. Chiên rồi mình sẽ mần nó hả? Dạ mình thịt nó nha anh. Mình thịt tươi nước sống. Trời, con này có đòi ăn tươi nước sống cá luôn, ghê quý vị ơi. Quá trời ơi, quá luôn. Ngon quá. Sao cảm giác sao? Cảm giác mà gì? Ăn cá nấu á, cá nguyên con xách tại vỏ á, xong mình ăn á, rồi nó đã. Đó, quý vị thấy không? Phạm Yến mà khen rồi mà Tiết Cương mới làm thêm con nữa. Xin kính chào diễn giả trên kênh YouTube Mì Xe Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang đứng ở địa chỉ 177 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Và quý vị thấy sau lưng có rất là nhiều bông hoa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hình như thứ mấy, thứ ba, thứ tư gì của Lắc 68. Và Tiết Cương rất là vui khi được là khách mời danh dự. Và hôm nay ở đây lại có một buổi dạ tiệc, đó chính là mần chú cá ngừ nặng một trăm mấy chục ký, rất là to, to hơn cái lần trước mà Tiết Cương đã từng nghiệp với quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để cận cảnh xem chú cá này nó như thế nào, để xem tặng quý vị nha. Đó, qua quá trời qua luôn. Đó, nhà hàng Lắc 68. Đó, vậy có các cô gái, có các cô gái Nhật Bản. Ô, Ajinomoto. Dạ, xin chào. Để tôi coi con cá coi. Ủa, con cá này nặng nhiêu ký em? 168 ký hả? Còn em nặng nhiêu ký? Em vừa ký đủ không? Em nặng 68 ký. Ủa, con cá này bự quá ha. Cái này gọi là con cá gì? Dạ, cá ngừ vây xanh ạ. À. Vây xanh, sao cái vây nữa màu xanh hả? Dạ, nó màu xanh luôn anh. Chút xíu nữa mình sẽ mần nó hả? Dạ, mình thịt nó đi anh. Mình thịt tươi nước sống. Trời, con này có đòi ăn tươi nước sống con cá luôn, ghê quý vị ơi. Cái da nó bóng nè. Da đó. Nó bóng giống anh vậy đó. Ừ, anh cũng bóng luôn hả? Ủa cái không, anh không bóng. Cái da nó mình ăn da nó mình ăn được không em? Dạ được ạ. Thiệt không? Dạ được. Cá gì? Ủa còn cái đuôi nó đâu rồi? Dạ cái đuôi nó đem cột rồi ạ. Cái đuôi nó bị cục rồi quý vị ơi. Cá này để Tiết Cương nhắm coi nó được cỡ chiều dài, nó chắc cỡ thôi. 1,5 m ha. Hơn anh ạ. Hơn 1,5 m hả? Rồi, quá trời các cô gái Nhật quá trời luôn. Rồi chụp tôi tấm hình luôn. Chút xíu nữa. Trời ơi, các cô gái Nhật xinh đẹp. Quá trời, đại tiệc cá ngừ, đại dương dây xanh. Đó. Rồi bây giờ Tiết Cương sẽ chút xíu nữa đợi sẽ review tặng quý vị mặn cá như thế nào nha. Giới thiệu quý vị, đây là anh Cường Nguyễn, là quản lý nhà hàng Lắc 68. Rất là vui năm nay gặp lại anh, bắt tay anh đi. Thấy không, ổng mê ổng kính, bắt tay ổng để làm. Cái này là gì đây? Sushi hả? Sushi. Sushi này em ăn thử cái được không? Được. Cái hồi hả? Ừ. À, đây còn nó có đũa, có cô tiếp viên xinh đẹp quá, còn nó là phải xài đũa. Chấm gì em? Nhưng mà ăn cái này mà mình không có cái gì uống vô đau bụng đó nha. Ủa nhưng mà cái món này là sushi của nhà hàng đó không? Em vô phải cá ngừ thì Tiết Cương đói bụng quá, ăn trước như vậy. Thấy không? Sướng chưa ăn rồi, có người ở cầm rượu sẵn luôn quý vị. Ngon quá, rất là ngon. Ở nhà hàng Lắc 68 là có bếp Nhật nha quý vị. Nếu quý vị nào thích đây đến đây mà ẩm thực về hải sản với gọi là sushi là cứ đến Lắc 68 là có bếp Nhật. Ngon quá. Tôi uống miếng rượu anh ơi. Ngọc quá, tới ngọc quá. Con anh Cương ngon không? Tuyệt vời, cảm ơn Cường. Rồi đây là cảnh hạ ông cá ngừ xuống. Đó, lực lượng có tới 8 người mới vô để khiêng ông cá ngừ đại dương này. Cá ngừ quay xanh. Ủa đây ông chủ ơi, cho hỗn vấn sao con cá ngừ này không có cái đuôi? Vui lắm. Sao tôi cười sao? Sao? Lúc á mà đấu giá là có cái đuôi. Ừ, lúc mà chuyển về đây á là không có đuôi. Bây giờ cái thùng không có đựng được con cá. Không đủ. Không có cái thùng nào đựng đủ con cá quý vị ơi. Cái đuôi thì bị sao? Cho nên bị mất cái đuôi ha. Ổn á, cái đuôi đó nấu về cũng nấu được nồi lẩu á. Cái đuôi về sau. À cái đuôi sẽ về sau nha quý vị, không có mất. Ô, lật ngang luôn hả? Nặng lắm quý vị ơi, 168 kg mà. Ủa
Đó, nặng lắm. Khiêng vô. 2, 4, 6, 9 người khiêng. Chín người khiêng con cá vô. Đây là ông nhận đem con cá qua quý vị. Tôi cũng thay mặt cho đoàn đại biểu của Nhật Bản xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến nhà hàng Lớp 68 kỷ niệm 3 năm thành lập. Hãy cùng các bạn nhé. マグロとあとはあの水槽にあります、ホタテ、カキ、あとはベトナムでは本当に珍しいですねホヤと言われる、魚介類を持ってきておりますので、今日は皆さんですね大いに楽しんで帰っていただきたいなというふうに思います。Hôm nay ngoài một người vây xanh có cái trọng lượng là kỷ lục thì chúng tôi cũng mang rất là nhiều cái sản phẩm, đặc biệt là ba cái sản phẩm mà đang ở ngoài hồ, đó là có con hàu tầm bồi, con sò điệp big size hoặc là sò khổng lồ giống như vùng biển của Sardinia, và đặc biệt đó là một cái sản phẩm tinh hoa của cái vùng biển Miyagi là con hoya sông biển. Thì hy vọng ngày hôm nay khách được tận hưởng cái hương vị đặc trưng biển từ vùng đông bắc của Nhật Bản. Everyone enjoy today. Ấn rồi mà xin mọi người tận hưởng cái cảm giác mừng cái điểm 3 năm của có người Nhật rồi tôi khỏi dịch nha quý vị. Thì xong thì cái tour có bị gắt của người bên xanh này thì có trọng lượng 168 kg. Đây là con đường bên xanh nuôi trồng trong môi trường tự nhiên và thường thường bên dịch mất khoảng 3 năm thì có người bên xanh được nuôi trồng tự nhiên nó đạt khoảng tầm trọng lượng là 40 kg. Thì ở đây là 168 kg là một cái trọng lượng vô cùng kỷ lục và nó mất khoảng là hơn 8 năm để nuôi trồng của người bên xanh này. Thường thường là khoảng là 3 năm thì ghi nhận có thể là thương mại hóa của người bên xanh này rồi. Thì tại sao người bên xanh nó lại quý hóa như thế và đối với thực khách của Việt Nam, một người rất là thích có người bên xanh như vậy vì cái dưỡng chất mà của người bên xanh nó có. Thì thưa quý vị là trung bình mỗi ngày á, thì một cái farm nuôi trồng của Nhật Bản người ta phải cho một lượng thức ăn tầm khoảng là 60 đến 80 tấn cá nguyên liệu. Thì hầu như hết về những con cá như là cá thu đao hoặc là cá sa ba. Thì quý vị có thể tưởng tượng rằng á, là một ký cá thì tính quy đổi thì Việt Nam đồng thì khoảng tầm là 20 ngày. Thì một ngày thì thức ăn riêng cho người vệ sinh tầm mất khoảng là 1.5 tỷ tiền Việt đồng và trải qua đến được nuôi trồng khoảng là 3 năm thì nó mất hơn ngàn mấy tỷ đủ để chúng ta có thể là xây dựng một cái building hay là một cái trung tâm thương mại ở Sài Gòn. Và con người vệ sinh này nó xuất phát từ tỉnh Ehime, vùng biển là Ishikawa, một trong những cái vùng biển mà có thể nói là đẹp nhất và đủ điều kiện về môi trường tự nhiên nhất để cho con người vệ sinh được nuôi trồng rất thuận lợi. Và quý vị các bạn, chúng tôi đang bắt đầu thực hiện cái việc mà ghi lễ một con người vệ sinh. Thì đầu tiên là chúng tôi sẽ tiến hành mà bổ 1/4 của con cá. Đầu tiên là lấy từ cái phần mà bụng, cái lôi bụng của con người vệ sinh. Rồi, ông con người vệ sinh nó chỉ chia ra mà tất cả là 3 bộ phận. Và đầu tiên là bộ phận là hara 1, tức là cái lôi cùng của người bên xanh, thì trong đó là cái phần otoro là phần là đắt giá nhất, sau đó cái phần chutoro là phần mà thân lưng và phần atomi là thịt lưng của người bên xanh. Phần này đắt giá lắm. Và tiếp theo là cái phần này đắt giá nhất nha quý vị, béo lắm. Cứ thấy lượng mỡ không? Ừ, lượng mỡ nằm trong quay cá nè. Tiếp theo là phần hara 2. Thì hara 2 thì không phải giữa cái bụng nên cái tỷ lệ otoro nó sẽ không có nhiều hơn. Thường thường bên Nhật thương mại người ta bán phần này trung bình nó tầm khoảng là giá và dân bán là khoảng từ 3 triệu cho đến 4,5 triệu một ký khi mình về tới Việt Nam. 3,5 triệu tới 4 triệu một ký khi về tới Việt Nam nha quý vị. À, tiếp theo là cái phần mà harashimo là cái phần mà harashimo. Dạ, phần gọi là phần cuối cùng của cái phần lôi bụng. Phần này thì thịt chutoro là thân lưng và phần akame thịt đỏ nó sẽ nhiều hơn so với cái phần otoro và phần bụng của người bên xanh. Quý vị thấy trong một con cá nó chia ra nhiều phần thịt khác nhau đó, và giá trị dinh dưỡng nó cũng khác nhau và giá trị tiền nó cũng khác nhau luôn. Và tiếp theo là đầu bếp đến từ nhà hàng Lớp 68 sẽ thực hiện cái phần mổ chi tiết từng phần của người bên xanh. Đầu tiên chúng tôi sẽ lấy cái phần gọi là chi ai, là phần này là gọi là phần máu bầm, phần huyết thanh của người bên xanh.
Thì phần này thì đa số là nhà hàng sẽ không sử dụng cho bằng sashimi, nó chỉ thu hồi cái món của là nướng hoặc là hầm thôi. Cho nên phần thịt nó nướng với hầm thôi. Bây giờ cái thịt này là mình ăn được rồi hả nè? Dạ, bắt đầu là tôi sẽ sau khi mà tôi làm một việc mà nghi thức các bộ xong, tôi sẽ đưa vào bên trong đầu bếp, bên trong bếp trong để tôi thực hiện lên những cái phần đĩa sashimi cho quý vị mọi cách. Đó, vậy là ăn sống luôn nha bà con, rất là bổ dưỡng. Con cá này chính ông chủ qua tận Nhật để mua đem về đóng gói đem về quý vị đó, cắt thêm một phần nữa kìa, trưng bày cho quý vị xem. Xíu nữa đây là quá trình sắc lát, chia từng phần để lát lên dĩa. Bên kia còn nửa con. Block C đây là phần thân lưng, thì thân lưng thì có chitoro, chỉ có là phần thân lưng akami và chitoro, tức là phần thịt đỏ và phần là thân lưng của con người dân. Thì đối với cái phần thân lưng thì chitoro cái vị nó sẽ đậm vị hơn, nó sẽ béo vừa phải, tại vì akami nó sẽ ngọt. Phần này là thịt nó chắc hơn. Và sau khi mà chúng tôi thực hiện các cái phần bụng của người dân, chúng tôi sẽ đưa vào bên trong bếp để thực hiện chế biến. Thì quý vị có khách có thể là order từ ngay từ bây giờ để tôi có thể là trong vòng khoảng 15 hoặc 2 phút sau tôi sẽ đưa ra những phần là sashimi cho quý vị có khách có thể là thưởng thức. Đó, cắt từng phần lên dĩa được rồi nha, nhìn ngon quá. Thôi giờ Tiến Cương sẽ ăn tại bàn luôn nha quý vị, trang trí đẹp quá. Và bây giờ ăn miếng hay miếng nào? Miếng hơi nhiều quá vậy? Còn miếng hơi nhiêu vậy đó? Ăn sống tại bàn luôn này, Tiến Cương sẽ chấm miếng wasabi để cho nó ngấm vô chứ ăn sống cũng hơi ớn ớn gì ơi. Thử coi như thế nào nha. Nó mềm mà ngọt quá trời đất luôn. Ngon quá. Tiến Cương rất là may mắn đi được là những người đầu tiên được thưởng thức các người làm thêm miếng gông biển nữa. Nên miếng nào mở mở đi, mấy em có mở không? Đây miếng mở nè. Đó là gì? Otoro. Otoro. Chúng tôi sẽ ăn Otoro, ăn xong chạy đi ô tô. Ông chủ ơi, thử hết cái ông chủ. Ngon quá. Cái ô tô rô á, nó có mỡ ngoài nó béo mà nó hơi cực cực quý vị. Cái kia thì nó mềm, cái thịt cong thì mềm nhũng à, mà có ô tô rô có mỡ vô nó rất là nó mềm, nó hơi dai chứ mà nó có cái vị rất là gọi là rất là béo gì? béo. Nãy giờ anh ăn được bao nhiêu miếng cá rồi? 2 miếng. Đúng rồi quý vị, tôi đang đứng kế anh Tiến Cương là mình coi như là mình chứng thực với tất cả mọi người luôn là đây là miếng cá thiệt chứ không phải miếng cá đồ chơi. Trời ơi, nãy giờ ta cơi tao mần rồi ông ơi. Vô ăn thử miếng không biết tao pin ăn thử không? À không, em không biết ăn cá sống. Biết tao pin không mình tao. Không biết ăn cá sống nhưng mà biết ăn gông biển nè. Rồi thôi mà Quốc Hận lại bàn ăn thịt bò. Quá ngon luôn. Quá ngầu luôn. Bây giờ nhờ nghệ sĩ Mr. Bean cầm máy cho Phạm Yến review thử. Yến, em ăn đi Yến. Em quay lại chứ. Quay đi, lát tôi lấy cái này nè em lấy. Rồi vậy em ăn thử đi. Anh ăn thử với em cho hai người. Rồi hai anh em mình ăn. Tôi sẽ ăn cái phần thịt đậm đà, còn Yến ăn phần thịt gì? Giới thiệu quý vị đây, nữ nghệ sĩ Phạm Yến đã từng review xe mô tô CB với Tiết Cương. Đó Tiết Cương. Hồi sao ngon à, ngon, thịt rất là mềm, rất là ngon. Đây rất là Yến. Đây là cá ngừ đại dương đúng không? Yến ăn cái phần này là mỡ nhiều nha. Cái mỡ có một người kiểu gì ơi. Pin này không quay giống Cẩm Ly. Sao cảm giác sao? Kiểu cảm giác mà
gì? Ăn cá nóng á, cá nguyên con xách tại chỗ á, xong mình ăn á, rồi nó đã. Đó, quý vị thấy không? Phạm Yến mà khen rồi và Tiết Cương mới làm thêm con nữa. Ông Mr. Bean, ông để chi gần quá vậy? Mà dưng thẳng cái miệng người ta vậy đó. Giống như phim Châu Tinh Trì ông. Ông Mr. Bean này pháo. Đây là nửa con cá còn lại quá trời bự luôn. Và đây là những hớt cá ra được mầm. Và đây là đã lên mầm, đang xếp mầm như vậy. Chào, đây là bếp trưởng và quản lý của nhà hàng Tiết Cương. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương đến nhà hàng Lớp 8 dự kỷ niệm 3 năm thành lập và được thưởng thức món cá ngừ đại dương nặng 168kg của ông chủ đích thân đi đến tận Nhật Bản để mang về phục vụ cho thực khách của nhà hàng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.